Hello, xin chào các bạn. Trưa hôm nay, bữa nay mời các bạn ăn cơm trưa nha. Bữa nay là ăn cơm chan nước lạnh. Chan nước lạnh nha. Ăn với cháo quậy. Cá lóc, khô cá lóc. Chấm mắm me. Nước tương siêu cay. Mời các bạn ăn cơm nha. Cháo quậy ăn gì ngon lắm các bạn. Cơm chan nước lạnh. Cá lóc chấm mắm me. Quá ngon. Cơm hấp vô, ăn gì mà ngon. Cảm ơn các bạn. Bye. Bạn mấy bạn bữa nào ăn thử ăn gì ngon.